Các bạn thân mến, Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục và chính trị nổi tiếng của Trung Hoa. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đạo đức cá nhân và cai trị bằng đạo đức, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chính vì thế mà các bài giảng và lời dạy của ông có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á, cũng như một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Những chân lý giản dị của Khổng Tử đi vào lòng người một cách tự nhiên như xuất phát từ chính tiếng gọi bên trong tâm tưởng mỗi người. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm, thế giới có chuyển biến thế nào, thì những giá trị tinh túy nhất của Khổng Tử vẫn luôn tồn tại theo năm tháng. Dưới đây là 10 lời răn dạy của Khổng Tử. Có những điều quả thực rất giản đơn thôi, nhưng vô cùng thấm thía. Có thể sau khi đọc những điều răn này, bạn sẽ tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Thứ nhất, dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim. Chỉ khi bạn mang theo hành trang là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu thương và sự chân thành, bạn mới có thể chinh phục được tất cả những nơi mà bạn đi qua. Đừng để mỗi chuyến đi đơn giản là một lần xê dịch, hãy coi đó là cả một cuộc hành trình. Thứ hai, nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó. Hãy yêu thương họ để những con người tội nghiệp ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng bị đánh bại. Đã đến lúc bạn nhận ra, trên đời này, tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ những người thông minh mới biết áp dụng chiến lược này mà thôi. Thứ ba, không quan trọng chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng quá nóng ruột và tự tạo áp lực cho chính mình. Hãy cứ đi con đường bạn muốn, chạm tới cái đích mà bạn mơ. Không cần để ý tới người khác, không cần phải so sánh với bất cứ ai, miễn là bạn đừng bỏ cuộc. Thứ tư, nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ. Nhiều người trong chúng ta vẫn bực tức khi biết ai đó cố tình nói xấu sau lưng mình hoặc bịa chuyện không đúng. Tuy nhiên, khi ai đó đã tình nguyện ở phía sau lưng bạn thì bạn cũng chẳng cần phải bận tâm. Cứ hồn nhiên và an nhiên mà đi về phía trước, mặc cho phía sau ồn ào. Thứ năm, người tài đức nhìn bản thân, kẻ tiểu nhân nhìn người khác. Những người ở đẳng cấp khác nhau thường có những cách hành động chẳng giống nhau. Hay nói cách khác, việc họ làm gì sẽ nói lên họ là ai trong cuộc đời này. Người có tài thường nhìn vào bản thân để tu dưỡng và phát triển. Còn kẻ tiểu nhân chỉ chăm chú xăm soi người khác để đố kỵ, ghen tuông. Nào, thử nói xem bạn sẽ là ai? Thứ sáu, tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. Đừng vội tin vào những gì bạn được nghe, bởi vì những gì bạn được nghe chỉ để quên đi thôi. Những gì bạn thấy mới chính là những điều nên ghi nhớ. Và những gì mà bạn làm được, nhất định tâm bạn phải hiểu rõ. Thứ bảy, chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Bạn sẽ sẵn sàng cống hiến đam mê cho công việc đó. Công việc trở thành hơi thở của bạn, bạn tiếp tục làm việc giống như bạn đang tận hưởng cuộc sống này. Thứ tám, hiểu những gì mình cảm giác thấy và cả không cảm giác thấy, đó là tri thức thực sự. Hãy học hỏi từ những người xung quanh, từ cuộc sống xung quanh. Hãy mở rộng tri thức của mình bằng những cảm nhận của bản thân và cả của những người khác nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn hơn là ngồi trong giếng ngó lên vùng trời bình yên của mình. Thứ chín, mất niềm tin vào bạn bè còn xấu hổ hơn bị chính họ lừa dối. Đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin vào bạn bè thân thiết. Niềm tin đó chỉ nên được đánh mất đi khi bạn đã bị lừa dối thực sự. Không ai có thể chơi bền với ai nếu trong lòng tồn tại những hoài nghi và đố kỵ lẫn nhau. Thứ 10. Người tài đức làm rồi mới nói và nói theo những việc đã làm. Khoa trương bản thân chưa bao giờ là một điều tốt và đúng đắn. Thay vì nói nhiều làm ít, hãy nói ít nhưng làm nhiều. Và sau khi có thành tựu, mới bắt đầu nói về những thành tựu mình đã đạt được. Lúc bấy giờ, người khác không muốn tin tưởng và công nhận bạn thì cũng phải tin.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.